Ây da, hôm nay nhận được cái job sửa nhà các bạn. Không phải là nhận được cái job sửa nhà mà nhận được cái job cu ly. Ôi da, khi nặng quá. Ơi da, mấy cái đồ này phải cần đem giục các bạn ơi. Ôi da ơi, dọn dẹp rác. Mới xin đi được job gọi là cu ly thợ dịnh các bạn. Dọn dẹp cho nó sạch. Người ta làm rồi, thợ chính làm rồi, giờ thợ phụ phải làm. Cực khổ quá. Đó, dọn quét vô như thế này. Rác nè, cả đống luôn nè. Trời ơi. Dạ, mình là Đạt Nguyễn, xin chào tất cả các bạn và tất cả các anh chị em thân mến. Chào mừng tất cả các bạn quay trở lại với kênh Cuộc Sống Mỹ Đạt Nguyễn. Lời đầu tiên Nguyễn chúc tất cả các bạn và tất cả các anh chị em lúc nào khỏe mạnh, gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Hôm nay mình muốn chia sẻ đến tất cả các bạn một cái đề tài. Đó là đi làm thợ xây nhà ở Mỹ các bạn. Hôm nay Đạt Nguyễn mới xin được vô một cái chớp rồi bỏ bỏ cái nghề cu ly nhưng mà làm nghề cu ly khác các bạn. Đó là đi làm nghề bỏ nghề cu ly thợ tiện đi làm nghề cu ly xây nhà. Bạn thấy không? Cái mấy cái frame đó mình đóng quá các bạn. Hay. Cây cối nè. Đó. Thợ dịnh thì thợ dịnh chứ nhưng mà đóng được các bạn. Thấy không? Cái nhà này á, là mình mới thầu. Mới thầu mà hôm qua là mới mới đi xin vô việc làm. Bạn biết là một ngày làm thợ chính của cái nghề này là bao nhiêu không? Cho nên thôi kệ đi, ráng làm thợ phụ trước các bạn. Cái người bạn họ mới thầu chứ không phải mình, rồi mình đi theo làm ké, làm thợ dịnh các bạn. Bạn biết là cây nè, cây giờ nó cũng mắc lắm các bạn. Thấy không? Đóng vô. Ở đây từ từ bên đây nó phải đúng mã nha. Từ bên đây qua bên đây là 12 inch. Đâu để có cái thước không? Trời ơi, thợ này không có thước. Mỗi cái khu là 12 inch các bạn. Rồi mới đóng tường thạch cao lên. Dưới đây dưới đây là người ta cái gỗ này là cái gỗ không có thấm nước. Đó. Người bạn lãnh cái nhà này thầu thầu cái nhà này cái mình xin làm ké các bạn, mình chắc mình phải bỏ nghề thợ tiện đó, tại vì nghe nói cái nghề này làm sướng quá, tiền nhiều quá các bạn. Thì ở bên trong đây người ta cũng có làm, bạn thấy đó, cái bên đây cũng làm bức tường lên, ok, dưới đó là làm cái toilet các bạn, đào đào cực lắm, đào gãy xương sống luôn các bạn, chứ không phải giỡn đâu, thấy không? Đào bằng máy các bạn, thấy không? Đào bằng máy nè, nhưng mà hốt gạch hốt đá khiêng đẩy đem đi, nhưng mà tiền nó nhiều các bạn. Bây giờ các bạn thấy là qua đây làm sao? Bây giờ thợ dịnh ở đây hiện tại là đang thiếu, thôi ở nhà làm ở nhà nó cũng chán, ok, cho nên đi xin làm thợ dịnh. Một tháng thợ chính là từ thứ hai đến thứ sáu thôi các bạn, là khoảng chừng 6.000 đô các bạn, 300 300 mấy một ngày. Thợ dịnh cỡ như Đạt Nguyễn làm cu ly đi làm thợ dịnh nó sai đâu đến đó, đóng đồ cũng được, đóng gỗ ra hốt rác giục, hiểu không? Đó, tối ngày là mình đi theo là mình cái việc này từ sáng giờ là bạn thấy là mình đi là mình dọn vậy nè, đó nó dơ cái mình dọn quét ra các bạn, quét ra. Nghề này nghề hút rác của mình mà. Đó bạn thấy không? Trả 200 đô ngày các bạn, sướng không? Làm một ngày thợ dịnh ở Mỹ bằng Việt Nam làm tháng rồi muốn gì nữa, thấy không? Bạn thấy không? Làm một ngày thợ dịnh ở Mỹ bằng Việt Nam làm một tháng. Đi làm thêm vài tháng kiếm được 4.000 các bạn. Thì cứ tháng 200, ngày 200 bạn nhân lên cho 5 đi cho 6 đi thì chắc cũng thêm được 4 4.000 mấy các bạn. Rồi từ từ cái mình dịnh được rồi cái mình lên làm thợ. Thấy không? Thì cái nghề này nó lại có tiền các bạn. Nhưng mà bạn biết để gãy xương sống. Thấy không? Cái nghề này khi mà bạn làm được bạn đóng lên vậy đó, bạn thấy bạn vui lắm rồi. Thấy không? Bạn thấy không? Cái này nè. Đó, đóng lên. Đây cái cửa. Mình làm đó các bạn, mình làm đó cứng lắm. Rồi bắt đầu đi dọn dẹp rồi từ 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 cái đầu lên thợ chính, cái đầu trả 250 ngày,
250 ngày xong rồi mới làm khá khá rồi, mà thay thấy là tay nghề nó chắc cú rồi, là trả 300 đó bạn thấy đó. Thì quen khi mà bạn qua đây á, bạn qua đây bạn quen biết nào, mới qua chưa có việc gì làm, đi đi xin làm cái nghề này cần lắm các bạn, tại vì không có người đó. Sau khi làm lên rồi bạn thấy là nó sẽ đẹp không, cái phòng đó là cái một cái phòng ngủ á, của người ta đó các bạn. Rồi bạn thấy cây cối quá trời này này, còn dựng lên nữa, rồi bắt đầu lót sàn. Lót sàn không biết gót, đi theo dọn dẹp thôi. Lót sàn thì mình nhìn người ta rồi mình từ 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 thí dụ chỗ nào trong hốc trong kẹt á, ví dụ trong cái chỗ chỗ nào người ta không cần á, cái đầu mình tập mình từ từ cái mình lên tay nghề, mình lên tay nghề xong rồi cái bắt đầu mình nhiều khi mình đi ra mình lãnh được luôn các bạn ha, mình đi ra mình lãnh được để cho mình làm đó. Ở Mỹ bạn thấy việc làm ở Mỹ á, là nó trả lương cho những cái người thợ, cái này gọi là thợ gì, thợ hồ hay thợ xây dựng, nó cũng dạng dạng Việt Nam. Người ta làm đây á, một tháng thợ chính trên 6.000 đô các bạn, cứ 300 350 ngày, còn cái thợ phụ thì khoảng trên 4.000 đô các bạn. Bạn thấy cuộc sống ở đây nó trả sướng không, nó trả quá đã luôn các bạn. Thì làm cái nghề này á, là mất năng lượng dữ lắm các bạn, tại vì á bạn phải ngồi lên ngồi xuống mà thấy đau lưng dã man, nhưng mà tiền nào của đó các bạn thấy không đó, tiền nào của đó các bạn. Qua đây thì nếu mà bạn làm cái nghề thợ xây dựng như thế này thì mình không có benefit gì hết á, để làm tiền, nói chung tiền tiền mặt ha, rồi đi xin về về già đó, không có tiền già tiền hưu thì đi xin tiền già cũng được các bạn, không sao, miễn sao là giờ có cuộc sống ngon lành thôi. Rồi bạn thấy nè, bắt đầu dây điện nó chạy điện nữa, không có nghề chắc mốt phải đi học cái nghề thợ điện nữa các bạn. Bạn nhìn mấy cái dịch vụ dây điện nè, đây ui giờ dây điện nó nặng quá cầm nổi luôn, nó thấy đây là dây điện, cuộn dây điện nè, để chạy chạy bắt cái ổ điện các bạn. Thì cái này đó là phải có license nha, không có license là người ta không có mướn đâu. Thí dụ mà mình mốt mình bắt được mình rành rồi đó, thì mình rành rồi á, thì mình tự mình bắt. Rồi mình nếu mà có đi học, mình có đi học á, thì mình sẽ tự gắn của mình rồi license rồi này kia của mình, còn không á thì mình phải đi làm dưới một người. Nhưng mà bạn thấy qua đây không, thợ hộ Việt Nam làm ngày nhiêu, thợ hộ đây thợ construction đây làm một ngày 350 đô, thợ chính thợ phụ từ 200 đến 250 đô. 250 đô là max rồi các bạn, chứ còn không không dưới 200, tại vì bây giờ cái gì nó cũng đắt giá hết, bạn thấy cây cối nó cũng đắt giá lắm. Thì ở đây bạn thấy là làm văn phòng á, toàn là bằng cây thôi chứ không có bằng gạch bằng đá gì hết á. Rồi cái hệ thống nhà đó bạn thấy, cái hệ thống ở nhà thì nó là ôi giời. Đó các bạn, bạn nhìn vô nhà nó là một hệ thống. Máy là lọc nước, máy cái máy nóng, rồi máy máy lạnh là nó chạy vô đây nó hút ra, rồi máy lọc không khí nó cũng đây luôn. Đó các bạn, thì cái nhà là bây giờ là đây là một cái hệ thống, vô bên trong đây là một cái phòng. Rồi bạn thấy là cái đây đây là có cái máy gọi là cái máy hút nước rồi các bạn, máy này máy hút nước. Một cái thùng này là 1 galon, bạn thấy là cứ đó bạn thấy mình đổ đâu, cứ một ngày là nó hút khoảng chừng 1 galon như thế này các bạn. Có thể là mình bắt ống cho nó tự đổ, nhưng mà mình rảnh mà đúng không, mình để mỗi ngày các bạn. Đây cái máy này nè, đó bạn thấy không, rồi bắt đầu đó nó hút cái hơi ẩm. Đó là một hệ thống các bạn. Còn ở trong đây là đây, trong đây cái chỗ này các bạn, đây đây người ta kêu là sâm bông, sâm bông các bạn ha. Nhà cũ hồi xưa đó, ở dưới nó có cái bơm, ở dưới nó có bơm nước. Nhà cũ hồi xưa đó là nếu mà trời mưa mà lớn á,
là nó sẽ vô nước các bạn, nó chảy lên láng ở trong nhà mình luôn. Nguy cơ vô nước có, còn nhà đời mới bây giờ á là nó có cái đó, nó xâm bông, nước nó vô cái chỗ bên trong cái thùng đó mà nó đầy lên á, là nó tự động nó bơm lên, nó bơm lên, nó dục nước ra ngoài, cho nên cái nhà nó không có bị là bị ngập nước. Thì làm cái nghề này người ta nói làm riết quen, giờ sẵn đây làm để mà bạn biết sao, làm để mà đây ẹt luôn các bạn, đứng lên ngồi xuống sẵn exercise cho nó đốt mỡ, ngồi ở nhà không làm việc, nhà làm việc vô hãng này kia rảnh rỗi quá xanh nông nổi, ngồi quá nó mập không, vô đây bạn quét quét dọn đục đẽo dựng cây lên dựng đóng đinh làm. Thì cái nghề này nó cực vậy đó, nhưng mà nó có tiền, cứ một tháng kiếm 6.000 đô, thấy không, kiếm tháng 6.000 đô thôi kệ, làm thứ hai đến thứ năm làm nửa ngày nó về nghỉ ngợi mệt, mai đi làm cài vô hãng các bạn. Thì tháng kiếm được 2.5-3.000, ôi vậy là có nhiêu rồi, trời, tháng làm vậy tháng kiếm 50 triệu, đó bạn thấy không, 2.5-50 triệu, 60 triệu rồi làm vậy đó. Thì cái sàn này á, cái này bây giờ hiện tại nó là xi măng các bạn, bây giờ mình phải quét dọn cho nó sạch, rồi sau khi làm tường đồ lên xong rồi đó, rồi thợ chính á, họ mới lót sàn đó, mình thợ phụ thôi kệ đi. À, hồi nhỏ không lo học thì giờ ráng là làm thợ phụ, chứ hồi nhỏ mà qua tới Mỹ đi học giờ làm chùm mời hả, không bây giờ làm nhà thầu rồi chứ đâu phải giờ đi quét dọn cô ly vậy đâu. À, ai kêu qua Mỹ không chịu học, không chịu học thì giờ cầm chổi đi thợ phụ thôi, chứ sao kêu làm thợ chính được. Đó, mà cái mấy cái này mà nó cực thấy bà luôn, không phải giỡn các bạn, đi quét nè hốt nè, bạn biết gạch nặng lắm á, gạch này nặng lắm, sỏi mà. Ở đây là làm cái toilet rồi các bạn, ở đây là cái toilet nguyên cái hệ thống đó. Đó, ở đây là cái insulation, cái miếng này là nó giữ hơi ẩm hơi lạnh rồi nó không có vô ra được đó, người ta để lên thì sau khi nó làm nhà này xong thì nó sẽ đẹp. Còn đây là cái tầng hầm thôi, thấy không, ở tầng hầm bạn thấy là nó sẽ có cái hệ thống như đó. Thợ phụ thì không có thước đo, cho nên cái phòng này, đây là cái cửa vô các bạn, một cái phòng mà đúng á thì bây giờ mình phải vô cái cửa này phải không, rồi nó phải có là cái phòng để đồ, cái này nè nó kêu là walk in closet, bạn cái phòng để đồ mà walk in là bạn walk vô nè, đó bạn đi vô, ok. Còn cái phòng mà nhỏ đó thì mình không có walk in được, mình chỉ đứng mình gió mình lấy đồ thôi. Thì cái phòng này là phòng lớn các bạn, phòng này nó phòng lớn, phòng rộng rãi. Thì ở Việt Nam thì không có cái phòng đó, ở Việt Nam mua cái tủ về thôi, nhưng mà ở Mỹ là phải có cái phòng đó, phải có cái cửa sổ nữa các bạn. Bạn thấy ở ngoài đó phải có cái cửa sổ, nếu không có cửa sổ là nó không tính cái phòng, ok. Như ở bên trong đây, trong đây là bạn thấy là không thể nào xây được cái phòng các bạn. Mình ở đây nè, đó mình đang làm cái phòng chỗ này đó, thì chủ nhà kêu làm vậy đó. Thì trong đó cái toilet, trong có phòng, thì đó không quá là phòng ngủ. Thì nếu mà bạn muốn làm phòng ngủ thì phải có cửa sổ, mà không có cửa sổ gọi là illegal, thấy không, illegal không hợp pháp. Thì nếu nhà này mà chủ nhà muốn làm thêm hai phòng cũng được nữa, tại cái chỗ này nó lớn các bạn, nhưng mà chủ nhà làm phòng thôi đó, một phòng thôi, để cái chỗ không gian này còn chơi karaoke nọ kia, thấy không. Đây là được một cái phòng khách nè, chỗ này là ngay là cái phòng khách, ở đây là basement thôi các bạn. Cái tầng từng mình đứng lên trên là 9 feet, thấy không, từ cái chỗ dưới đất lên tới trên nóc này nè là 9 feet. Thì 9 feet thì là nó đúng là cái cao, đúng nó cao đúng. Còn mà cái nhà mà 8 feet là nó thấp lắm, thấy không. Thì cái nhà đời mới giờ nó xây nó cố tình nó nâng lên để cho thành 9 feet. Còn ở bên trong đây là 8 feet nè các bạn, trong này là có 8 feet nè. Nhà mà 8 feet thì nó bạn thấy nó ngắn lắm, mình dối tay lên là nó sắp tới rồi các bạn, dối tay lên nó sắp tới rồi. Đây là mà bạn thấy là cái hệ thống nè, hệ thống báo cháy nè các bạn,
Thằng thấy nó chấp nhá chấp nhá. Lúc nào nó cũng phải, nhà nào nó cũng phải có hết. Mở dưới đây là một cái, hình như là mốt ở trong phòng á, là phải gắn thêm một cái nữa nó mới đúng của nó, còn không là nó không đúng các bạn. Phải có cái chỗ báo cháy. Bạn thấy là khi mà gắn tường thạch cao lên rồi chà rồi kia, chỗ nó dơ nó bụi lắm. Thì cái ngày này thì chịu khó vậy thôi các bạn, nhưng mà tiền nó nhiều, đúng không? Thợ tàn tàn 300 ngày, thợ dịnh 200, 250, còn thợ xịn xịn 350, hình như là 350 là max rồi các bạn. Còn chứ còn bây giờ mà thợ dịnh mà 150 chắc mình nghĩ không ai làm, phải 175 đô, thấy không? Thôi coi đi, giờ kiếm ngày 200 ngày các bạn, làm ráng 2 ngày kiếm 400, gửi về Việt Nam, gửi về Việt Nam làm 2 ngày hơn Việt Nam làm tháng, thấy không? Nhớ qua đây vậy thôi à, muốn gì nữa? Vậy có mua nhà nổi không? Mua nhà nổi chứ, không tháng lãnh 4-5 ngàn, còn thợ xịn tháng 6 ngàn, 7 ngàn, tại sao không mua nổi? Rồi mốt mình làm giỏi rồi đó, đi ra làm gì? Đi ra tự làm. Ok, giờ già không biết đi học nổi không? Giờ đi già đi học construction nổi không? Khom lên khom xuống đau lưng quá. Trời, nãy giờ nói nhiều quá, lo đi dọn không thôi chủ mắng chết. Đó, dọn rác các bạn. Bao đeo đen này là bao rác nè. Ôi giời, nặng quá. Nặng quá. Làm gì chắc khổ lắm à. Qua Mỹ khổ quá. Khi không nổi luôn. Đó, bao rác các bạn. Đem dục qua đây. Rồi, còn đây. Quét cho nó sạch. Đây nè, ba cái. Cái cưa này cũng dục các bạn. Không, cơ này thì nó dư ra chút xíu thì dục thôi nhưng mà để lại đốt chùm củi cũng được, nấu cơm các bạn tiết kiệm chút xíu, giờ thời buổi khó khăn quá đó. Thì đây là những cái công việc của những người Việt Nam qua đây họ làm các bạn, kiếm khá là nhiều tiền ha. Nếu mà bạn có tay nghề tốt, bằng quảng cáo đồ này kia, kiếm rất là ngon. Thì đó là những gì mình muốn chia sẻ các bạn. Bây giờ mình xin tạm dừng video đây. Xin chúc cô chú anh chị em lúc nào khỏe mạnh, gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Hẹn gặp lại sau. Xin chào tạm biệt. Bye bye.